Ok, hello anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Lâm Sung Vlog. Sự kiện live chỉ còn vài chục giây nữa là kết thúc rồi. Thì vẫn như thường nhân lệ thôi anh em. Tôi vẫn luôn ngồi canh tốt để xem có thanh niên nào dám bắt tôi không. Nào, chúng ta cùng vào nhé. Ôi dồi ôi. Ôi, nó bật tôi anh em ạ. Ôi dồi ôi, cây muốn nặng mà gió chẳng ngừng. Oh shit, nó bật tôi anh em ạ. Ôi, thế này mới kinh chứ. Ôi, có một thằng on, hai, ba thằng on, bốn, thằng này thằng thứ bốn. Vào thôi anh em ơi. Này thì ăn này. Anh em đoán đi, liệu tôi có được top 1 không anh em? Để xem này thì bật bác này, để xem là sự phần thưởng. Sát thương súng nhiễu. Súng nhiễu là nó mới ra. À, súng nhiễu nó mới ra anh em ạ. Bán kính sát sát thương. Để xem nào, thắng một trận nâng cấp vũ khí một lần, nâng hạng một lần 10.000. À coi. Ôi, cái sự kiện Play Up lần này lại tiền anh em ạ. Phải, tôi hết sạch tiền rồi. Tôi có được top 1 không anh em? Anh em đoán đi. Ôi giời, ôi. Anh em đoán đi. Tôi có được top 1 không? Ôi giời. Khá khá khá. Thôi, tôi lại lấy top 1 rồi anh em nhá. Mặc dù pháo dung hợp này nó chẳng ngon cho lắm. Thì chủ yếu là tôi lấy ba hòm này này. Đấy, mới cả là 20 cây này. Đó, chỉ thế thôi anh em. Này thì bật bác này, máy bật đấy. Được đấy anh em nhỉ. Này thì bật bác. Hiểu 300 coi. Được. Sự kiện này ấy quá anh em ạ. Chỉ tiền là tiền. Không có cày cuốc. Thưởng cái súng này tôi tưởng như nào, im vào xem nào. Nó là súng nào? Ôi giời. Ôi giời. Đấy, tưởng thế nào? Cái khẩu súng này thì nó giống như cái khẩu M18 cộng ý anh em. Đấy, cũng có độ che bắn. Giời, đam yếu lắm. Rồi, hôm nay đến đây thôi anh em ạ. À, rất cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi. Thế là top 1 tôi đã lấy được rồi. Thì là đến đây thôi anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo của tôi. Sự kiện Play Up tiếp theo. Tôi vẫn luôn ghi lại những diễn biến cho anh em xem. Bye bye anh em nhé.